Và là hai đội bóng này đã quá hiểu với nhau. Họ biết được lối chơi của nhau. Chính như vậy mà chiều ngày hôm nay, hai huấn luyện viên đã đưa ra những đấu pháp. Phải nói là đã đưa ra những chiến thuật phù hợp trên sân lúc này. Bóng bàn cao trong sân. Không được. Và là các cầu thủ tuyển. Bóng này được chuyển về đường biên phía đông. Không được. Một pha xuất xa. Phải nói là rất nguy hiểm. Rất tiếc là bóng vượt khả năng. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm nay đã diễn ra hai trận đấu. Trận đấu đầu tiên của tuyển số 1 gặp tuyển số 2. Có thể nói là trong những phút vừa qua, hai đội đang cố gắng được khán giả tại nhà nhìn được bóng hay, một pha bóng đẹp. Nhưng đến giờ phút này vẫn chưa đội nào ghi được bàn thắng, bởi vì hàng hậu vệ của hai đội vẫn đang chơi một cách an toàn. Không qua được hậu vệ của thôn 1. Chúng ta lại thấy những pha bật băng, những pha phối hợp của các cầu thủ đội tuyển thôn 1 phải nói là rất ăn ý. Không có bóng. Một pha định chuyền bóng kỹ thuật cho cầu thủ số 69. Nhưng rất vẫn là thối 69 của cầu thủ. Không được, quá vội vàng rồi. Rất tiếc cho tiền đạo này. Một mình một bóng không có ai thôi cả. Nhưng anh lại tung ra cũng không quá vội vàng. Đó là Lê Khắc Tâm, cầu thủ mang áo 69. Bóng vào tòa cao sân, bây giờ là số 7 của Hà Nội. Có được không? Không được rồi, hết đường biên ngang rồi. Đường biên tập. Rất tiếc cho pha tạt bóng vào đầu của đội tuyển thôn 2. Bóng chạm và bóng đã chạm vào tay của một cầu thủ đội tuyển thôn 2. Đi hết đường Việt Nam đã phạt góc cho đội tuyển thôn 1. Có còn không? Bóng vẫn còn trong sân. Có là không được rồi. Đá biên cho đội tuyển thôn 1 rồi. Chúng ta được chứng kiến chiều ngày hôm qua, đội tuyển thôn 1 gặp đội tuyển thôn 6. Có thể nói là các cầu thủ đội tuyển thôn 6 đã thêm 3. Và nó đã tập trung chống đỡ quyết liệt. Nhưng cuối cùng là lưới của đội tuyển thôn 3 đã rung lên 2 lần bằng những pha đá bóng kỹ thuật của các cầu thủ đội tuyển. Đó là sự lưu. Chúng ta lại thấy nếu như không có thủ môn xuất sắc của đội tuyển thôn 2, chúng ta đã biết là phẩm chất kỹ thuật của đội tuyển thôn 1 Hải Châu. Phải nói là Hải Châu rất tuyệt vời. Một cầu thủ của đội thôn 2 đang bị đau, đó cầu thủ mang áo số 16. Đó là Lương Xuân Linh. Alo, bán tổ chức xin thông báo. Cầu thủ thôn 2 có sự thay đổi người. Số 16 ra sân, số 8 vào sân. Vâng, như vậy là số 16 Lương Xuân Linh thay đổi chúng ta vào giải lao 5 phút. Tiếp nước, tiếp nước. 2 đầu tư đi. Cái đi có tránh ba được không? Chỉ còn là thời gian
uống nước của hai đội đã hết. Trọng tài tiếp tục cho cầu thủ của hai đội tiếp tục vào sân thi đấu ở hiệp một. Quý vị và các bạn khán giả, chúng ta tiếp tục trở lại trên vận động Thảo Thành đón xem hiệp một trong thi đấu giữa đội tuyển thêm một cặp đội tuyển Tân Anh. Tỷ số lúc này vẫn là 0-0. Trong những phút vừa qua có thể nói là có được hơn không được, phải nói là lại là số 12 đội trưởng của đội thêm một. Và đây là cầu thủ này trong trận đấu trường ngày hôm qua anh hầu hết có mặt trên sân thân lên chân về thủ rất tuyệt vời. Đạo Phật đã đi cho các cầu thủ trận hai. Đây là trận đấu có tính quyết định đội nào sẽ đứng đầu bảng. Đây là quả đá quyền rất nguy hiểm. Cầu thủ phải nói là số 23 tiền vệ tấn công của đội tuyển Tân Hai có pha đá phạt rất nguy hiểm. Nếu bóng chỉ cần cao vào một hậu vệ của đội thôn một thì chắc chắn thủ môn của đội thôn một sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Phải nói là một pha làm cho và đá bóng vừa rồi làm cho hơn 900 khán giả của đội tuyển thôn một phải nói là một pha, phải nói là thất tin. Các bạn khán giả, chúng ta đang theo dõi trận đấu. Trận đấu thứ nhất của ngày hôm nay giờ tuyển thôn một gặp tuyển thôn hai, tỷ số lúc này vẫn là 0-0. Không được, bóng lại đến trên đội trưởng của đội thôn một. Phải nói là các cầu thủ của đội thôn một đã chơi với một chiến thuật bóng được tạt vào, cầu thủ lật cánh đánh đầu. Phải nói rất tiếc là góc cột dọc Thành An đã cứu thua cho đội tuyển thôn hai một bàn thua. Phải nói là các cầu thủ của đội thôn một vẫn là các cầu thủ đó. Vừa rồi là một pha trả lời cho đội tuyển thôn hai. Các cầu thủ thôn một đã bỏ lỡ hai cơ hội. Thì vừa rồi là một pha trả lời của đội tuyển thôn hai. Đó là một thông điệp gửi đến cho đội tuyển thôn một. Hãy xem thử. Và đó là trận đấu đang hấp dẫn tuyệt vời. Hai đội đang tấn công cho khán giả xa nhà. Những pha tấn công đã bắt. Và đó là hai cầu thủ của đội thôn hai đã va vào nhau. Rất may không có cầu thủ nào vô gì. Chúng ta được chứng kiến phải nói là hai cơ hội cho hai đội. Đội nào ghi được bàn thắng là hoàn toàn xứng đáng. Phan Hồ, hậu vệ của đội thôn hai. Cầu thủ mặc áo số 6. Hậu vệ của đội thôn hai đã đó là Lương Xuân Lạc. Anh đánh đầu đến đường biên ngang đã phạt góc cho đội tuyển thôn một. Phải nói là hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng trên thân. Họ chơi một cách thong thả. Khoan hô của hô. Bóng vào tay cho sân, ta đánh.